Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình có dịp đi vào sân bay Tân Sơn Nhất, chính xác là ga quốc tế ga đến để đón người thân của mình ha nha các bạn. Thì sáng dịp này mình sẽ quay cho các bạn xem xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, ga đến ga quốc tế ga đến nó thay đổi như thế nào sau khi hết dịch ha. Thì mình đang ở từ bãi xe ô tô, mình đang tiến vào sân bay ha, ga đến nha các bạn, ga đến Tân Sơn Nhất. Thì ok, ở đây thì các bạn băng qua đường ha, nhưng mà nhớ chú ý xe nha các bạn. Ok, thì như các bạn thấy nè, mình sẽ quay vòng từ phải qua trái cho các bạn xem ha. Thì mình sẽ quay từ cái cột đầu tiên của cái ga sân bay Tân Sơn Nhất kia đến ha. Thì như là các bạn thấy á, thì bây giờ là về dịch bệnh á, thì đã tạm ổn rồi, cho nên á, sân bay Tân Sơn Nhất á, thì các bạn thấy á, cũng khá là đông đúc ha. Tuy á, là mình đi đón người thân của mình là vào ban đêm, nhưng mà nó cũng khá là đông đúc, cho thấy á, là tình hình dịch bệnh đã được khống chế và khắc phục, và người nước ngoài hiện tại thì người ta đang về Việt Nam ngày một đông nha các bạn. Thì các bạn thấy những cái hàng bán nước nè thì cũng đã mở cửa rồi nha các bạn. Ở đây khi mà trước dịch nó vắng lắm cho các bạn, nó vắng ơi là vắng luôn á. Lúc mà trước dịch mà các bạn mà lái xe lên đây chắc là chỉ có người ở trong sân bay thôi, chứ không có những cái chuyến bay nào bay về hết các bạn, tại vì dịch mà. Thì như các bạn thấy á, những người nhà người thân của người ta đang ngồi đợi ha, đợi những chuyến bay chuẩn bị hạ cánh xuống để đón người nhà của họ ha. Thì xe taxi, xe người nhà, xe gia đình là cũng khá là đông đúc nha các bạn. Thì như các bạn thấy nè, thì giờ là chưa đông đâu các bạn, tại vì giờ là khoảng 9 giờ thì máy bay chưa có đến đâu, cho nên còn còn hơi ít á. Giờ là lúc là người nhà người ta đến nè, các bạn thấy không, xe nè, xe chở người thân người ta đến á, người ta rước á. Thì tình hình dịch bệnh là cũng là 2 năm rồi, khá là lâu, cho nên mình nghĩ mà sau dịch này á, những người ở bên nước ngoài á, người ta sẽ về Việt Nam rất là đông, không phải là đông mà cực đông luôn á các bạn à. Đó, đây đây đó là cái bảng hiển thị thông tin những chuyến bay sắp đáp nha các bạn. Vì mình đón người thân vào ban đêm, thì chuyến bay cuối cùng hình như mình nhớ là chuyến bay cuối cùng là mình nhớ trên bảng đó đề là hình như là 11 giờ mấy á. Thì các bạn coi nè, người thân người ta đợi ha, đợi rất là đông luôn, rất là nhộn nhịp luôn. Như vậy là chưa đông đâu các bạn, tí nữa là còn đông hơn nữa. Mới đó nhanh ghê, 2 năm kem cho mọi dịch ăn đã trôi đi. qua ha. Ghê kìa. Giờ thì đã gần như là dịch đã được kiểm soát rồi các Ủa, bạn ạ. chỗ đây cũng ra đến nè. Bạn thấy không? Rồi, mình đang đi xuống cột thứ 10 rồi nha các bạn. Cột thứ 10. Ba tâm con. Về dịch bệnh thì đã được kiểm soát rồi nha các bạn, cho nên việc giữ khoảng cách á, thì ở trên sân bay á, thì mình thấy là không có cần thiết nữa ha. Người ta có thể là hòa đồng với nhau rồi, Gì vậy? tại vì hiện tại thì ai cũng đã được chích vaccine Đưa tôi vô rồi đủ trời. hết rồi ha.
Thì đây là cuối của cái lượt cuối của cái tôi đâu ạ? À, ga đến quốc tế rồi các bạn, cho nên ở dưới này hơi vắng, tại vì tí nữa là nó mở cửa ở phía trên kia để cho người ta ra ha, cho nên ở phía trên nó sẽ đông hơn ha. Còn khúc cuối này thì nó hơi vắng một chút. Tí nữa mình sẽ quay lên khúc chỗ mà người ta đón á, người thân á, rất là đông ha. Ok các bạn, thì đây là chỗ ra ha, thì tất cả các chuyến bay đều ra một lối duy nhất ở đây ha, cho nên người thân các bạn thấy không, rất là đông luôn ha, đông dự kiến luôn á. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chú ý theo dõi ha, tạm biệt các bạn.